told to do. Excited as the world turns on me. Don't get me wrong, I'm not a rebel, yeah. Just not another damn copy of you. Would you dare to lose? Rồi, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái cầu thang như mình đã hứa nhé. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ tạo cái thang hai vế trước. Nhưng trước khi tạo thang thì mình cũng phải làm gì, phải xây dựng cái mô hình nó như thế nào đó. Thì mình cái mô hình này mình đã xây dựng sẵn rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cầu thang như thế này luôn nha. Rồi thì các bạn làm theo mình nhé. Rồi mình sẽ mở cái bản YouTube mới lên. Rồi đợi tí nhé. Rồi ở đây mình có cái nhóm YouTube miền Tây. Cái nhóm này do mình và những anh em tạo ra. Thì cái nhóm này đặc biệt là anh em hỏi gì thì trả lời cái đó nha. Đặc biệt là không có đá đấm lẫn nha, không có cũng như là không có ném đá nha. Hỏi gì trả lời đó. Thì cái nhóm này mình sẽ, cái nhóm này mình không cần nhiều anh em đâu nha. Mình sẽ không cần nhiều, thật sự là không cần nhiều. Thì ai mà có tinh thần mà chia sẻ và yêu đồ quà thì có thể tham gia nhóm này. Nhưng cái nhóm này mình sẽ đặt ra những câu hỏi, được đặt hai câu hỏi thì anh em trả lời thật lòng thì mình sẽ chấp nhận nhé. Ở đây có 52 người nè, không trả lời thì mình sẽ không chấp nhận. Nhưng khi cũng trả lời, ví dụ 12122 mình chả biết đó trả lời gì nha. Rồi ok nè. Rồi bây giờ coi thử biết mở lên chưa. Đây. Thì ở đây mình sẽ mở vô New Project. Rồi mình sẽ chọn template nhé. Rồi ở đây mình chọn template nhé. Rồi anh em có thể chọn cái template trên template hay là structure template đều được. Bây giờ ngồi quán mà này có khi nào nó hốt cái xe mình không ta? Tự nhiên mấy tuần tra đi nghe. Rồi đây. Bây giờ anh em thấy nè. Cái level thường dùng nhất đối với nhà phố của mình là 3.6 hoặc 3.9. Thì ở đây cái level mình sẽ chọn 3.6 nhé. Rồi cái level mình chọn 3.6. Rồi anh em vô cái một cái mặt Colorland nè nha. Colorland là rồi, mình sẽ dựng. Rồi các anh em gờ. Rồi ở đây là chọn đây mà nha. Rồi mình sẽ gì, mình sẽ copy nè, copy không phải là cái này xuống. Rồi mình sẽ offset nó xuống một đoạn là 5.000, 5m đây nè. Rồi mình bích vô đây, bích vô. Rồi gà tiếp. Ở đây mình đặt lại là cái chục, con nước chục 1. Tiếp gà. Bích lại. Ở đây là 5m. Bích vô đây. Rồi tiếp theo đó là 2.8. Bích vô. Rồi tiếp theo nó là bao nhiêu đây? 4m. Rồi phía sau mình sẽ làm cái gì, mình là sẽ lấy một cái ô lấy sáng nó khoảng 2m thôi. Rồi phía trước mình sẽ làm một cái ga mình để phía trước, hay là cái sân trước á, sân trước thường khoảng 3m. Rồi vậy mình được một cái mặt bằng nó như thế này. Có mặt bằng như thế này. Rồi mình sẽ coi một cái bên này mình làm này. Thì đây là cái ô cầu thang của mình. Cái ô lấy sáng cầu thang ở đây mình sẽ là 600. Còn phía sau. Rồi vậy mình sẽ tiếp theo mình sẽ làm gì, dựng cột đúng không? Cột từ tầng 1 lên tầng 2. Ở đây mình cũng làm đi chứ. Mình sẽ dựng cột từ tầng 1 lên tầng 2. Rồi dựng cột từ 1 lên 2 thì anh em vô xích chờ ha. Giả sử anh em mở cái mặt bằng cái thằng HTML sẽ không thấy structure lên đâu. Thì mình muốn thấy mình sẽ vô đâu, vô view nha. Vô view và anh em ở đây có cái thằng plan view nè. Ở đây nè, cái thằng structure lên nó nằm đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ dựng cái cột từ tầng 1 lên tầng 2. Dựng cột thì mình sẽ vô đây nè, vô column không phải là lệnh tắt. Anh em thấy nè, ở đây sẽ là lệnh tắt là CL nha. Mình sẽ gọi lệnh tắt cho nó nhanh hơn.
Rồi ở đây mình đã làm cái cột sẵn rồi. Anh em giả sử chưa thấy cột á, thường thường mở cái thằng template mới ra thì mình sẽ không thấy những cái cột rồi đâu. Thì anh em vô đâu, vô cái load family nè. Cột thì structure column ha, structure column nè. Mình nó cột mình là cột cánh rít, là cột bê tông cốt thép, mình chọn vô cánh rít ha. Rồi mình sẽ chọn này ha, được chưa đây nè. Rectangular là cái cột bê tông cốt hình chữ nhật. Như này mình có sẵn rồi thì mình sẽ để cột này. Rồi mình sẽ vẽ nhanh, mình sẽ add grid. Rồi mình fit nó. Rồi giờ mình đã dùng cái cột. Lộn qua. Rồi mà không có sao. Ở đây mình chọn lại đi. Cột mình thấy lại nghe nè, xuyên lại. Nhớ nè, ở đây sẽ gì cái cột của mình á, ở đây nó đang là đẹp, ép được đi xuống nhưng cột mình lên hay nè, hay lên đâu, lên tới tầng 2 nè, lưu ý ha. Đây mình sẽ quét nè, rồi, fix. Rồi, vậy mình sẽ đi qua mô hình, coi thử, có sẽ bị gì đây. Đó, đây cái mô hình của mình nó như thế này. Đó. Chưa có gì đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ dựng cái tường ha. Cái tường từ tầng 1 lên tầng 2 để hồi mình sẽ làm cái ô cầu thang này. Rồi tường nó tắt là UDFA. Rồi nhưng trước khi á thì mình sẽ tắt cái chế độ tiếng Việt. UDFA. Rồi mình sẽ dựng tường tầng 1 ngoài. Cái phần này kiến trúc mình không quan trọng nhé, mình chỉ là đi làm cầu thang này thôi nha. Này ở đây quên nữa nè, đây từ tầng 1 lên. Các anh em nhớ lưu ý nè, mình muốn vẽ cái gì đó, thì mình lưu ý cái thằng basic level hay là cái thằng top level được chưa, coi thử nó đang từ tầng mấy tới tầng mấy nha. Chứ không hồi mình vô mình chỉnh sửa lại đây. Thì mình để cái tường như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái sàn nữa. Cái sàn là anh tắt là cái gì đây, ở đây nè anh em thấy cái sàn này, floor này ha, floor là anh tắt nó là SB. Rồi ở đây mình sẽ quét ở đây, từ đây qua đây. Rồi. Anh em xóa này nhé. Rồi mình sẽ lên cái tầng 2, lên cái tầng 2. Rồi mình sẽ copy cái này. Copy. Nhưng cái tầng 2 mình là gì, mình không cần cái nền này, tại cái này mình chưa làm sẵn vậy đây. Đây mình sẽ chọn cái sàn. Đó. Ở đây mình chỉ xây mô hình thôi nhé. Chứ cái này thì nó không có thêm về kiến trúc đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái thang ở đây. Thì cái thang anh em vô nè, architect nè, stair, lộn, stair. Ở đây mình sẽ chọn đây nè, mình sẽ chọn đây nhé, grayscale. Rồi trước tiên mình sẽ bao lori nó, mình vẽ một đường bao lori nó. Mình sẽ bích line ở đây, bích line ở đây, bích line được nè, kéo này ra, bích line được này. Mình đã chim cái này lại. Rồi mình sẽ bít lại nữa, dẫn về bao riêng như này, bít lại. Mình sẽ này 1 mét, cầu thang mình cơ bản là 1 mét. Rồi đây rồi. À, bây giờ mình sẽ vẽ gây sơ nữa. Gây sơ đầu tiên nè. Đầu tiên là hai thằng này ha. Cái chỗ chiếu nghỉ á, mình sẽ vẽ đây. Rồi cái này mình sẽ đùa ra, nhưng ở đây mình coi nè, ở bên đây mình sẽ đùa qua bao nhiêu bậc.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bậc. Ở đây mình sẽ đùa tiếp ha. Ở đây mình sẽ bịch lại nữa. 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi mình sẽ TR nữa nè. Mirror nó quay. Ở đây mình sẽ chọn cái cầu thang Mosten nhé, cầu thang B nè. Rồi bây giờ mình vẽ này xong rồi đúng không, ở đây mình vẫn còn một cái bậc thang này nữa. Rồi vẽ xong mình vẽ mà nó một cái đường chạy cầu thang, tất nhiên phải có một cái dẫn cái lối đi đó. Rồi TG lại. Rồi kiss. Rồi mình ra mô hình 3D mình coi thử. Rồi mình xách Sketchbook mình cắt nha. Anh em thấy nè, mình xách Sketchbook mình bấm vô đây nhưng vẫn chưa thấy, giờ nó bấm vô bóng đèn này nhé. Đây nè, này giờ mình làm lại nè. Giả sử vô Sketchbook này nè mà vẫn chưa thấy cái khối bóc nó hiện ra thì ở đây nó có bóng đèn này nè, bấm vô bóng đèn này. Rất nhiều anh em hỏi vấn đề này. Rồi mình bấm vô cái khối này nhé. Rồi mình anh hai nè, hai element. Đó bây giờ mình sẽ thoát ra thì nó sẽ có được cái đường này. Rồi đây, cầu thang mình nó dạng thế này. Rồi lan can mình không cần, mình xỏ nó đi đó. Nhưng vì sao mà nó lên đây, thôi kệ cha nó đi. Bây giờ mình sẽ lên thằng này, mình khoét lỗ cho lỗ đi một cái đây, nè. Rồi bây giờ bấm vô cái sàn này, edit value, vẽ khoét cái sàn nó một cái. Mình muốn lên được mình phải khoét cái sàn, mình chui lên. Rồi quét đây qua đây. Yep. Đó. Vậy giờ mình đã đi lên được cái sàn này rồi. Rồi nhưng anh em thấy nè, ở đây á thì mà cái cầu thang này á thì nó bắt lên đâu, chỉnh cầu thang lại đây. Ở đây nè, mình thấy ở đây là 23 bậc đúng không, thường là 23 bậc thì cho nên anh em cứ để là 23 đi thì nó ok thôi. Đó. Nhưng bây giờ mình phải có gì, có dầm chứ, nó cầu thang phải gác lên dầm đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái dầm nè. Vẽ dầm bây giờ mình sẽ vô cái thằng này nhé, này nè. Rồi vẽ dầm lệnh, vẽ dầm là bm. Cái dầm mình cũng đã xây dựng sẵn rồi. Giả sử anh em chưa có dầm này thì anh em cứ lót family vô đó, lót thêm. Cái dầm là gì, cái dầm là structure admin, bấm vô structure admin. Dầm mình b không có rep, bấm vô conrig thì ở đây nó sẽ là gì, conrig nè, hay conrig rectangular là cái dầm hình chữ nhật đó. Anh em cứ ấp nó ra rồi bắt đầu mình sẽ edit cái dầm, chỉnh sửa lại. Ở đây mình làm rồi, mình sẽ bỏ bước này. Rồi bây giờ mình muốn xây dựng cái dầm nhanh, mình sẽ on grid nó luôn, on grid này. Được chưa, fit. Đó. Vậy giờ nó đó. Này, anh em thấy nè, nó đã có cái hệ dầm bao rồi đúng không. Nhưng cầu thang ở đây phải có cái dầm để cho cái thằng này nè, cái bảng thang này nè bắt lên chứ. Rất nhiều anh em gặp cái trường hợp này. Rồi mình sẽ dơ lên level. Rồi mình lên level ở đây là dầm. Anh em lưu ý cái thằng này sao mình cho dù mình ở đây là section plan mà chả thấy dầm ở đâu hết thì anh em lưu ý cái vấn đề này. Ở đây cái đây nè, đâu không? Ở đây anh em, cái thằng deep line nè, nó đang là cái thằng này. Nhưng mình ở đây nè, mình đang là cái mặt bằng kết cấu thì phải để kết cấu ha. Cái này sách chơi nè, bấm vô sách chơi mình apply nè. Đó thì lúc này á thì nó đã hiện ra những cái đường đứt khúc rồi. Rồi vậy bây giờ mình sẽ vẽ dập BM. Đó, cứ vẽ đại ngang đi. Lúc này mình sẽ unline cái dầm về đây. Unline nè, vô modify. Vô unline là tắt là AL. Mình sẽ unline nó vô đây. Vô đây. Rồi ra ngoài đây coi thử.
Rồi mình sẽ vẽ nó một số sách sạch, sách sành để cắt ngang đó. Mình sẽ sách sành thứ nhất ở đây, mình vẽ tay qua đây, kéo này lại đây thôi. Rồi ở đây mình nè, anh em khi mà tạo sách sành á thì ở đây nó sẽ có cái mục sách sành ha, building sách sành, thì anh em chỉnh lại. Ở đây mình sẽ bấm chuột phải nhau thôi là lệnh cái F2 trên bàn phím á. Rồi mình sẽ ghi name đó, ghi name đó là mình sẽ để đây là thang V1 ha, V1. Rồi mình sẽ bật cái thằng này, cái thằng này lên. Rồi ở đây nè, anh em bấm vô đây, bấm F2 thôi. Với cái đây là với một đó, vậy mình sẽ tạo được một sách sành nữa để mình đặt khác. Rồi mình sẽ tạo nó một cái thang V2 đây đúng không? Đây. Nà, khi mình muốn cái thằng này quay ở đây á, nên thấy là cái mũi tên hai chiều, bấm vô mũi tên hai chiều, kéo nó vậy. Kéo về tới đây thôi. Kéo này. Đó, bấm ra ngoài, bấm đúp vô cái đầu này. Kéo này lên. Rồi bây giờ mình coi thử cái gai sơ của mình lúc này nó khoảng bao nhiêu, 157 đúng không, 157 thì ok rồi. Rồi anh em thấy nè, ở trong cái tiêu cái sách cái bê tông có thép 3 của thầy Võ Bá Tầm á, lúc trước mình cảm ơn một bạn nào đã share cho mình nhé. Cái này thực chất mình sách mình tập 1, 2, 3 của thầy thì mình có hết, lúc trước mình học thầy mà, nhưng mình cần cái file PDF này nha, để mình hướng dẫn cái này. Thì anh em thấy nè, ở đây nè, cái thường á là cái tổng kết bậc thang theo từng tính chất công trình. Ví dụ mình ở đây là mình nhà ở đúng không, thì có bậc thang cao từ 155 đến 175. 155 đến 175, mình ở đây là mình đã cao bao nhiêu, 157, thì nó nằm trong khoảng đó rồi. Như rồi và các anh em coi nè, thầy ở đây là cái bề rộng thì từ 250 đến 300, để mình đo cái bề rộng ở đây của mình coi thử đề ý đó, thì 250 đúng không, thì nằm ở trong cái khoảng tiêu chuẩn. Nhưng một chút xíu mình sẽ những clip sau đi, mình sẽ phân tích cho anh em có những cái chỗ thầy thôi mà tới đó mình sẽ nói nha. Ví dụ như cái thằng này nha, những cái hệ số tin cậy nè, thầy lấy so với cái tiêu chuẩn của Việt Nam á thì có những một số sai số rồi đó. Rồi tới cái video mới tiếp theo mà mình sẽ nói cái video này mình chủ yếu là xây dựng cái mô hình cầu thang này thôi. Rồi thường thường anh em sẽ gặp cái chỗ này đây từ đây đến đây nè, cái bảng thang của mình nè, mình sẽ kéo này lên xuống coi thử. Đây cái bảng thang này, đây cái cao trình tầng 2 của mình nè, mình sẽ để ý coi cái bậc cuối cùng này lên đây là bao nhiêu đây đó. Các anh em thấy nè, đều giống nhau đúng không, 157 hết. Thường thường anh em sẽ gặp cái chỗ này ha. Thường thường là từ cái này nè, nó không bắt lên trên được, cho anh em lưu ý những cái chỗ đó. Rồi thì có chỗ nào thắc mắc thì anh em cứ comment ở dưới video, mình sẽ trả lời. Rồi bây giờ mình đã xây dựng được cái mô hình cầu thang vậy này rồi đúng không nè. Rồi mình coi thử bên đây nha. Rồi đã xong. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em mình xây dựng cái này để làm cái gì, để cái video tới mình sẽ nói. Rồi thì cái video tới mình sẽ chọn kích thước sơ bộ cho cầu thang này ha. Mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái file Excel này, thì ở đây sẽ chọn kích thước sơ bộ nè, rồi cái sơ đồ tính nó như thế nào, thì mình đi tính khớp hay là tính như thế nào, rồi tải trọng của nó, cái tải trọng
của nó như thế nào, hay là mình sẽ ra cái bản cốt thép này và bố trí cốt thép cho cái mô hình này ha. Rồi thì mình sẽ, anh em thấy nào, ở đây mình sẽ làm gì, mình sẽ chọn cái thước sơ bộ để làm gì đây, để mình tính tổng cái tải trọng của cái lớp cấu tạo đó, tác dụng lớp cầu thang, để mình xuất qua cái mô hình etap này. Mình sẽ hướng dẫn anh em cái mô hình này để tính cốt thép. Đây cái mô hình sáp này. Ở đây thì mình xài sáp 2000 vệt xanh 19 ha, cái bản 19. Cái bản này thì nó có khác những cái bản cũ một số chức năng. Rồi thì cái thằng này á, mình đã hướng dẫn anh em rắc chương trình này rồi. Thì anh em muốn cài đó thì anh em vô trong cái tường của mình. Cái tường của mình anh em vô lên vô cứ search cái Nguyễn Văn Quẹt ha, thì ra. Thì cái file nó các anh em kéo xuống như đây. Mình đã up lên. Đợi tí xíu các bạn cho vừa bắt quá. Đây, được chưa anh em, đây. Mình đã hướng dẫn rắc cái thằng sáp Vixen 219 nè. Thì ở đây là có link cài đặt, các anh em cứ tải về ha. Còn ở đây anh em mới coi mình hướng dẫn mình rắc ở đây. Mình sẽ rắc ngày sử dụng nó luôn. Thì cái ngày sử dụng á, thì anh em thấy là ở đây nè. Mình lên hét nè. Rồi about nó. Thì mình cái hàng mình sử dụng ở đây còn là 254.000, cho nên hết hàng này mình sẽ chạy cái ngày gắt tiếp. Rồi tiếp sau mình video sau mình sẽ hướng dẫn anh em ha, anh em tính cái chọn kích thước sơ bộ và tính cái tải trọng đó, và mình sẽ nhập lên cái mô hình sáp để mình chạy nhé. Rồi chạy anh em.